phóng xâm rạp áp tay tại chiếc. Chà, sẽ phơi này cứ chiếc sản đại nịp bôn rộp bò bận đất mang tình môn chà. Có bàn giấy thả, nhóm bàn phẩm mô phóng tăng lại cả đạo chiếc sạc. Chứ bác lo chiếc chân là bây bằng hàng thả, bật chiếc miên là tay tại chiếc hay nâng. À nà có tổ chiếc rộp bò bọc côn thì mùi mùi, nơi không sẽ phơi rộp bò nhóm đại miên trong đoàn chân thả. Phóng tăng này vì chiếc sạc xâm rạp áp tay tại chiếc nâng à nà có tổ chiếc. Lời xa tay miên nè chập ở rộng sắp hơi nâng chỉ trán tập sắp hơi ní bàn bọc bông sai bông bà lợt chìa bì xa phù mìa. Nè đây chập ở rộng ai an dàng bí xa đa ông bìa tay tay chết hay nâng à nà cô tay chết bọc bọc cốl đại cú ở cọt xung qua môi chùm nuốt nâng nông sắp hơi nụ. Nơi nông sắp hơi ní vinh nhóm nâng riêp rộp hoa tang tàng ní đôi dân khép bần tay chăm dịch ở đây đậm bấy thua ỏi rương ráo gắn để chụp bà lợn. Hoa tang thằng cọng quan trọ đó áp thể phép bất này chỉ vật đang lái nơi nông ở tây tạc cào. Chà, đi muối, miên bậc cơ chăm chết được bậc lúa nơi biệt bênh bị phập lộ. Pí, mên miên tạc bậc xó, miên nơi bênh bị phập lộ. Bấy, kê ai chăm ở tây tạc chết ban nơi bê để kê cha tớ tam là dạ vị thi sận đòm. Tị bốn, kê ai đấng ở tây tạc chết tam là dạ áp hình nhìa. Prám, kê ách đăng ở tây tạ chiết đòi cá bắt tự bắt vipassana cam mặt hàn mùi bậc cô đá chăm ở tây tạ chiết miền bậc cô tu tăng sẽ còn lộc đại a chăm ở tây tạ chiết được bậc luôn giang trầm trừ nơi khả năng bồ tát sát na để giấy tha bậc cô tăng ni sâm đại ban nơ bảy nhã hai tha chiết sa ra nhìn bậc cô tăng lái để trong ban bảy nhà tập hết ní ai thưa ao sầm rạch sẽ đầy bút na được bọc luôn nở pe để kế thưa có so là cắm nia nia bậc cô là bay là ban pi nè đa sầm rạch ban nơi bảy nhà bẹp ní đa để lỡ nắng cầm bông đồ nở tì còng giang gún cứ lộ bận đật hà lắc hay nắng u e nành mùi lộ bận đật hà lắc cứ chia nè ai cái tết hàng rộng sức mạnh nâng chia xa sát trá trá cho nì vọt nây vì chia sát thân và chất xa. Nước nông ở tay ta chết quạt cứ chia cầm mống sao cái nẹ miên chú mô thá đo xe máy. Đo xe máy bạn bỏ được chạy đầy xa rạp bỏ niên ta sẵn bay hay nâng trọ sẵn mặt rạp bỏ niên bỏ kênh đo vọt ở ràm. Hãy thơ sự đầy bật ná ở bàn khai tơ chia mô nông miên bạch nhá nơi nông chịt kào. Bấm nông bật ná rạp bỏ niên rợt bàn sầm rạch xông bay tại xa lạc nam phương nơi lỡ trung rồi bỏ đó xe máy có trực bằng tế mọc đất chọc nơi lỡ trung rồi bỏ mận đất tha lạc đài pí u ê này dạ cứ cót cứ chia chùm nối cá này dụa chôn này vọt nâng chia ti bạc xa cả xuống thoa mạc cà còn ai chăm ở tay ta chia được bằng cót tha chia bạc thiên chia cà rán u nê chùa nâng cru xa được bằng cót giang bức đà có thêm tăng trăm ban nơi chân năng đầy đại ưu này chúa đã cảm mê bà cọp nơi khăn ông đầy cọp nằm xoài ca vì quả miên này dụ bây chân nam ưu ế nánh ban đa từ căn tế chá vì môn được bỏ quạt hai ban bạp đất côn bỏ xoay được bỏ quạt nâng ở chị dục chân năng nụ bố kế có chị dục viên ban hai cả chư thang mình bỏ mê cư chư ở bộ bọc luôn mền quát ban tờ lệnh ở tây tạ cửa xa rồi bỏ quát chỉ riêng rõ chân nằm. 7. Bận đất Ian Stevenson, Sastra Cha Mọc Bì Sự Con Vịt Sư Lai Vịt Dương Nhá, Sở Hạ Rọt Âm Rịch, Ban Thơ Ca Sa Chiếc Tu Tiang Bị Phập Lộc Tờ Lơ Mình Hồ Đài Lạc Trạp Bì ở tây tạ chiếc rồi bỏ bộ kề. Bận tòa bì ban thơ ca sắc xá, Bỏ hai chương mà bọn cả rần ấy, quát ban thơ ca bỏ bông sự phơ, chỉ trơn tam ca sa chư được bọc cọt màu cọt ban san đất than thác mình mình đại cọt ban bình đất sang kết chẳng nút ai prap yang trâm trai ở âm pi đất tự chư được bọc luôn buồn nơi bờ tây mi yan mà phía cận đá nơi nông phôm muối miền chùa tha in pin lạc nơi sang cắt tà gùn miền mình xây mà nhẹ cọt móc miền đông sạch bọc pi nơi lơ cọ ba được bọc luôn đôi chị sang của bầy niêng mong tay nơi pe đã niêng anh này dạy ban cho mắt niêng ban này dạy ông pi ở tay ta chiết pi đó rồi bỏ niêng nơi không ở tay ta chiết tim môi rồi bỏ niêng mua tha đoan nhạc nơi phúng nhẹ bình gì
Đoàn nhắc bàn chua mà tình tín hay nâng bật đai rồi bỏ niềng. Ôi thua cá là không sai rồi bỏ niềng. Mà tình tín tập tay mình là dụ đập bây chân nằm bằng tay niềng miền riêng có buộc mòm. Để chân nằm đai rồi bỏ niềng bật đai nên thua cá đôi mình nụ bình vệnh đai. Bằng tay nơi bệ đài đoàn nhắc. Ôi bạc thay chân nụ đọc bụ kê. Niềng ôi mà tình tín tay thay bạc cảnh đá này tầm lấy mình nụ bình vệnh. Đoàn này dễ tha mà tình tín cứ chỉ còn khuyền. Mà đai rồi bỏ mà tình tín ban đi dạy ông võ tha dân trên nhà cây cỏ để cho nên hai tập nhóm bắt đầu ai coi một thơ ca đôi mình được bình vây đầm bay tụ ban ở prachno độ bao mình được bình vây để cho nên sau mình ta bắt đầu pra ai niên ai miền prachno đôi mình được bình vây phong đom nhắc ban bắt đầu sai mình prom ai thay chuno nụ tề nụ cười chỉ ca bọc prach thay chuno bẹt cẩn đào độ bao ma tình tình để cho nên nơi bệ đài đoam nhạc bàn slap tới niên của bàn tài chọc cùng ngát nơi không tây nơi cửa bay được bao ma tình tình niên ca chưa cửa bay nhì ca con bàn bay có slap tới nơi bệ giúp môn bệ slap ma tình tình sự bần thà cửa bay nhì nú một rộng niên hai ao sạch đòn niên ma tình tình miên cỏ hai xâm ra con bàn ma tay đại miên sạch bột đỏ láng phi đôi xanh nơi lực bàn đồng bay trong ôi bằng hang khá à tay tự chết rồi bỏ niên nâng cư chìa cổ bầy mà tay bàn trăm con cổ bầy chú mồ tàng bay rồi bỏ niên nâng không ở tay tự chết hỏi tuyên sau sợ tự phân hệ trong bố con tàng bay nụ bần đất Ian Stevenson bàn mọc bà tê mi dân mà đàm bay pin nật xung kết nơi lỡ cả rần này nì Pram Shanti Devi cắt nơi trong New Delhi, nơi trong bờ tây Ấn Độ, chăm buôn bán rong ruồi mập hay bầm mồi. Cam ban prapa pom đại đội bò niêng tham niêng miên đại chúa can danat chobi. Chia chúa muôn granat nơi mút trẻ. Niêng dây tham niêng cứ chia bộ pom đội bò cọt chúa lột đi nơi trong ở tây tịch chiết. Hai tham lột đi ban slap đập ngay bận topi sầm rá ban con pro mồi. Đời xa niêng ban thì dậy rưỡi rưỡi ông pia tây ta chia được bao niếng ở bốc được bao niếng ban được xây dựng bột môi thay từ cắn cắn đần nát trao bì và hai mươi sáu đá cây mắc nên sập bột môi chay top mọc pì cắn đần nát trao bì thả tam phật tới lượt đi chia một bồn được bọc quạt men hai niếng sập đập ngay bàn top pì sầm rá ban côn bọc mùi quạt có sông cây ăn hình nhát ao ban khơi shanti tv vì bị ngay cây máu khi nạp về đà sanh tí còn bông lên nơi mục tè niêng cọ ban rốt châu tục non một tục kênh mình phìm nơi về đây một ai niêng xua tha miền hưởng ấy nước niêng cọ chơi tha đây môn được bỏ niêng cứ châu nơi chợ thuê cứ căn đàn nạt trao bi nương anh nơi về ở với từng ở đà sanh tí ban giấy cứ chỉ ca phật nơi bề đã bộc bỏ niềng mà bỏ bỏ miền đó hôm nay sau chưa thè con say được bỏ quát ai chăm tiề đây đã tay tự chia được bỏ niềng ban nhàng chữ bà quát các ban điệp cho làm nào mối từ dọc Shanti TV từ một trẻ nơi gần lấy sự thà ni một trẻ Shanti ban phơ và để sân thà được cách bộ nhiệt bị môn được bỏ niềng tam chữ mùa kệ đã niềng được không được té hái xong ai prap tự đáy từ căn té bị môn được bỏ niềng Shanti ban đó prap tự đại tâm tử hai niên nơi tại a chăm te nụ ban tụ bay chỉ kê cú bó kho bị môn cọ đào môn pe đa cho tự công te nẹt sa chưa cọ ban xua shanti ông bị bẩn tộp hai đường cương hà râm niên niên nơi không bẩn tộp ni môi ni môi kê đó khơi thè việc bật nơi vậy đền niên ban này dậy nơi pe đa ông cầm bông cối shanti ban này dậy thè niên lật đi bán cọp cả prạ chùm nuôn mà rồi nơi trông môi này bẩn tụp nụ nhà sài chưa ban chích dốc đòi rị rỉ vấn tay rộng lôi nụ hình khởi tề nơi bê đà khăn đà nạt chào bí bán sông tốc của kê thà quát ban chích dốc lôi nụ bình môn rồi tờ hai nè án ai thua ca sài chưa to khuôn bị bước mênh đà chăm chết ai miên nơi nông cọp cọng cọp hùm bị tết và sao xem xe được bọc khuyến miến biếc bánh dẫn con lộn tìm muối khuyến ảnh chá rời dạng nơi bởi tế ông lễ chú mô Christian Henneken anh này dễ nơi khăn ông bê rửa bay máu bằng toa bị cạt
Cô đã nhìn dây tạm ăn bật công ty Bible nơi ở dụ mùi chân nằm. Cô đã trả lời dùm nùa nà mùi có bán ông bì phù cục bà sát nơi ở dụ bì chân nằm. Cô đã nhìn dây bì xa bà răng nâng bì xa lá tăng nơi ở dụ bì chân nằm. Cô đã trả lời dùm nơi sật này tôi sẽ nói với chia nơi ở dụ bốn chân nằm. Cô đã chăm nơi chùm này đơn đời cô đã bán riêng nơi ở đây tại chìa được bỏ cô đã bán dạng chứ bà. Hương tí bí, William James Sidi. ជាក្មេងអាចារ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចអាននិងសរសេរនៅអាយុ2ឆ្នាំគាត់អាចនិយាយភាសាបារាំងរុស្ស៊ីអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ព្រមទាំងភាសាឡាតាំងនិងភាសាក្រិកខ្លះៗនៅអាយុ8ឆ្នាំទី3ម៉ាកូលេនៅប្រទេសអង់គ្លេសអាចសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនៅអាយុ6ឆ្នាំគាត់ពិតជាបានសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនៅក្នុងអតីតជាតិរបស់គាត់ ទី4ចិនចិននៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនយល់ភាសាចិននិងភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ19ខែគាត់អាចនិយាយភាសាទាំងពីរនេះនៅអាយុ2ឆ្នាំគាត់អាចអានភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិននៅអាយុ3ឆ្នាំគាត់រៀនកណិតវិទ្យានៅវិទ្យាល័យវូហាននៅអាយុ4ឆ្នាំជានិស្សិតដែលក្មេងជាងគេបំផុតនៅឆ្នាំ1954 ប្រាំម៉ាឡាជីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងឆ្នាំ1954ហាសបួនអាចអានភាសាបាលីនិងយល់អត្ថន័យបាននៅអាយុ6ឆ្នាំនាងចាំមតីទៅជាតិរបស់នាងថាកាលពីមុននាងជាព្រះធិរៈពហុសូត្រមួយអង្គទី6មានក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឈ្មោះបៃតកម៉ោងទុនចេងគាត់ពីព្រោះគាត់អាចសូត្របៃតក បាលីបានយ៉ាងច្រើននៅអាយុ6ឆ្នាំគេបានអញ្ជើញគាត់ទៅស្រុកភូមិជាច្រើនដើម្បីឲ្យសូត្របៃតកបាលីនៅក្នុងពិធីសូត្រធម៌គាត់គឺជាភិក្ខុពហុសូត្រមួយអង្គកាលពីអតីតជាតិដោយសារតែគាត់ចាំបៃតកបាលីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាចសូត្របាលីបានដោយពុំចាំបាច់រៀនដូច្នេះនៅក្នុងលោកមានបុគ្គលចម្រើនដោយបុគ្គលិកលក្ខណៈខ្ពស់ជាច្រើនដូចជាអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើម តើទាំងនេះគឺជាផលិតផលមួយជាតិឬតើវាអាចមកពីខួរក្បាលដែលមានលក្ខណៈពិសេសឬពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសិក្សាទៅលើខួរក្បាលរបស់អាល់បឺតអាន់ស្តាយមិនតបពីគាត់ស្លាប់ពួកគេមិនបានរកឃើញលក្ខណៈពិសេសអ្វីទេទេក៏សល់នេះអាចបង្ហាញជាភស្តុតាងដោយលទ្ធភាពឯកទេសតាមរយៈការរៀនសូត្រពីអតីតរបស់គាត់ក្នុងជាតិមុន 3ការចាំអតីតជាតិដោយអាយុខែការបង្វិលថយក្រោយទៅរកអតីតកាលតាមរយៈវិធីសន្តំ អ្នកដែលមិនអាចចាំអតីតជាតិរបស់ខ្លួនបានគេអាចឲ្យធ្វើការសន្តំហើយស្នើសុំឲ្យប្រាប់អំពីអតីតជាតិរបស់ពួកគេគេអាចសួរអ្នកដែលត្រូវបានគេសន្តំនោះអំពីអតីតជាតិរបស់គាត់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងវ័យកុមាររបស់គាត់និងអំពីអតីតជាតិរបស់គាត់ផងដែរគេបានសិក្សានិងអនុវត្តបច្ចេកទេសនេះជាច្រើននៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក 1អ្នកស្រីអែនផាខឺជាមេផ្ទះនៅប្រទេសអង់គ្លេសមិនចេះនិយាយភាសាបារាំងទេ គាត់មិនបានរៀនភាសាបារាំងឡើយហើយគាត់ក៏មិនដែលទៅប្រទេសបារាំងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេសន្តំគាត់គាត់អាចនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសជាភាសាបារាំងយ៉ាងស្ទាត់ 2ព្រះតេជគុណម៉ាទីនបព្វជិតសាសនាគ្រីស្ទនៅទីក្រុងផេនស៊ីលវ៉ានីហើយនិងសមាជិកវិហារគ្រីស្ទចំនួន 22 រូប ចង់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេផ្ទាល់តាក់ទងទៅនឹងអតីតជាតិពួកគេបានរៀនពីសិល្បៈនៃការសន្តំហើយគេបានឲ្យបរិស័ទនៅវិហាររបស់គេដែលមិនជឿអតីតជាតិឲ្យធ្វើវិធីសន្តំដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេស្នើសុំឲ្យប្រាប់អំពីអតីតជាតិរបស់ផងគេពួកគេបានប្រាប់ថាពួកគេជាអ្វីនៅក្នុងអតីតហើយក៏រស់នៅកន្លែងណាធ្វើការនៅកន្លែងណាហើយនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងអតីតជាតិរបស់ពួកគេនោះ រកការនិយាយនោះត្រូវបានថតទុកហើយចាក់ឲ្យពួកគេមើលវិញតើខ្ញុំកំពុងនិយាយពីអតីតជាតិរបស់ខ្ញុំឬខ្ញុំមិនអាចជឿបានទេពួកគេបានកត់សម្គាល់យ៉ាងដូច្នោះនៅក្នុងការភ្ញាក់ផ្អើលដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួកគេក្រោមការសន្តំអំពីអតីតជាតិនោះត្រូវបានគេពិនិត្យសង្កេតគេបានរកឃើញថាវាជារឿងពិតការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេបានបោះពុម្ព ចេញជាសិភៅមួយក្បាលមានចំណងជើងថាការស្រាវជ្រាវពីការចាប់ជាតិនិងហួសពីនេះ 3គណៈកម្មការស្រាវជ្រាវមួយក្រុមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្តំឲ្យអ្នកស្រី Virginia Tick
6 đong nơi trong ឆ្នាំ 1952 đó 1953 nơi trong ពេល tang 6 đong គាត់ បាន និយាយ អំពី អតីត ជាតិ របស់ គាត់ ថា ជា Brady Murphy នៅ ទី ក្រុង Belfast ប្រទេស អៀរឡង់ ប្រហែល 150 ឆ្នាំ កន្លង ទៅ គាត់ បាន ប្រាប់ កន្លែង ដែល នាង បាន រស់ នៅ ឈ្មោះ ផ្លូវ ឈ្មោះ កន្លែង ហាង ធំ ដែល គាត់ ធ្លាប់ tự tin văn hay là chua đây được bao quát đại thọ thưa chỉ sa stra cha chấp bắp nơi mà chia lay một chắc sát tray nơi non cầm lòng năm một quan bồng bảy rồi sai sập bồng pal cầm ban phơi đồng nai từ căn ti cầm Belfast đồng bảy thưa ca bị nát sừng kẹt bộ kế mình ai được hơn chua pleasure giải than đại Brady Murphy ban ru nơi nâng hang thom để quát thọ tự tin này ban nụt tê ở vây ban pháp đô nơi non cầm lòng ពេល 150 ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេធ្វើការសិក្សាសិភើកំណត់ហេតុទីក្រុងចាស់និងរបាយការណ៍នោះគេបានរកឃើញឈ្មោះហាងដែលបានរៀបរាប់ប្រាប់ដោយអ្នកស្រី Brady Murphy ធ្វើការជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅទីនោះរឿងរបស់ នៅក្នុងឆ្នាំ1877ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជាកសិករមិនមានការអប់រំខ្ពស់ទេគាត់បានទៅសិក្សានៅសាលាជនបទដល់ថ្នាក់ទី9ពេលនោះគាត់ធ្វើការជាស្មៀននៅបណ្ណាគារមួយក្រោយមកគាត់ក៏បានខ្លាយទៅជាអ្នកលក់ធានារ៉ាប់រងម្នាក់នៅយុវ២១ឆ្នាំគាត់មានជំងឺរលាកបំពង់កហើយបាត់បង់សម្លេង គាត់បានព្យាបាលរយៈពេល១ឆ្នាំប៉ុន្តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពអ្វីទេបន្ទាប់មកគណៈពេទ្យដែលគាត់បានកំពុងធ្វើជាអ្នកស៊ីឈ្នួលថតរូបអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តនិងជាអ្នកចេះវិធីសន្សំម្នាក់ឈ្មោះលោកហាតបានមកកាន់ទីក្រុងគាត់ក៏បានជុលព្រមធ្វើសន្សំដល់អេដវ័រខាយីដោយអភិនិហាគាត់អាចនិយាយក្នុងសម្លេងធម្មតាក្រោមវិធីសន្សំនេះ ក្រោយមកអ្នកនៅក្នុងស្រុកម្នាក់ឈ្មោះថាឡេនីដែលមានទេពកោសលជាអ្នកសន្តំបានធ្វើសន្តំដល់ខាយីហើយក៏បានស្នើឲ្យគាត់រៀបរាប់លក្ខណៈជំងឺរបស់គាត់អេដវ័រខាយីបានឆ្លើយតបក្នុងសម្លេងធម្មតាតាមសភាពធម្មតារាងកាយមិនអាចនិយាយបានទេដោយសាររោគខ្វិនមួយផ្នែកនៃសាច់ដុំខាងក្រោមខ្សែសម្លេងដោយបង្កើតឡើងដោយសរសៃប្រសាទនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌចិត្តវិទ្យាបង្កើតឡើងដោយផលប៉ះពាល់ផ្នែករាងកាយ វាអាចបំបត្តិដោយការបង្កើតនៃការធ្វើចលនាចំពោះផ្នែកដែលប៉ះពាល់ដោយការផ្ដោតយោបល់នៅខណៈពេលក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមិនដឹងខ្លួនលោកលេននេះបានស្នើលោកខៃយីយ៉ាងរហ័សថាការធ្វើចលនារបស់គាត់នឹងបានកើនឡើងចំពោះផ្នែកដែលមានផលប៉ះពាល់លក្ខខណ្ឌនោះនឹងត្រូវបំបត្តិបានជាបណ្ដាបណ្ដាទ្រង់ខាងលើរបស់ខៃយីបន្ទាប់មកក៏របស់គាត់បានប្រែក្លាយទៅជាពណ៌ស៊ីជំពូបន្ទាប់មកប្រែក្លាយទៅជាពណ៌ការកុលាប ហើយធ្វើការស្នើយោបល់ថាចលនាបានត្រឡប់ទៅរោគសភាពធម្មតាហើយទុកឲ្យរាងកាយដឹងខ្លួនឡើងលោកលេននេះបានស្នើឲ្យអេដវ័រខាយីភ្ញាក់ឡើងតាមការបញ្ជាហើយនិយាយតាមធម្មតាក្នុងសភាពសន្តំរឿងរ៉ាវហាក់ដូចជាកាត់ឡើងដល់លេននេះថាបើខាយីអាចមើលឃើញហើយពីនិច្ឆ័យលក្ខខណ្ឌជំងឺរបស់គាត់ផ្ទាល់បានគាត់ក៏ប្រហែលជាអាចមើលឃើញនឹងវិនិច្ឆ័យជំងឺរបស់អ្នកដទៃបានដែរគេបានព្យាយាមធ្វើពិសោធន៍លើលេននេះផ្ទាល់ដែល
Sna ở miền cao phía bắc tam vị thi chợ lẹ mùi cao phía bắc nút đầm nà ca tự bàn bản toa mắc hai di bàn thờ rồi vì nị chay từ lớn đã chấm người chỉ tra nâng đo nơi ca án giang trầm trời ca án ai thờ láng nơi bề dốc rứ nơi gần đó tháng ngày pi rứ bình tí bản toa bị đầy tầm rệt khluôn cốt nâng bán lồng lụa bề nút lên đi rứ bộ bôn rộ bọc hai di rứ gọ bọc cô tự tuôn bản tục đọc tay tiết nâng bắt đầu lại quát nơi dự báo xong rùng. Rốt của môn thông bà đa, đời chân cứ ai lớn nẹ nâng miền nơi trong buộc một nẹ. Lấy nâng dân dễ thà, chú mua bộ cô máu chà. Hái miền tì tăng nơi plơ ở xài than cơ rong rọt. Nẹ nâng trời bị nật rụt cây rồi bỏ quát, đòi bông bà giác, bị nật vía ở bàn mọt trọt. Hãy bác nhóm nơi lạc khăn trong ngữ đá nẻ rộng khơi nơi bê bà chạy bòn. Đại bác nâng hết nơi sản phẩm hiệp trong ngữ gồm bóng miền, bồm tên dọc bó, xóm rạp chui dân cửa rụt cài nụ. Nẻ nâng chlai nơi xâm nua, đôi địch nhóm xua bộ kề. Kraum vị thi sân đom ẹt gò khai dì, miền xâm tập hiệp đông phá lời chật. Quát ác vì nật nẻ trong ngữ đầy nơi chí ngay, hãy mơ thức lúc được nông rụt cài rồi bỏ nẻ đá tấy. Đàm bây vì nị chay nơi lạc trong ngữ nâng cam chìa bác giang trầm trời. Đối chứ này, nè chùm ngư tục bộ lập hiệp, mình chăm bách nóm tờ chụp quạt tế. Cốt ách thua cao vì nì cháy rốt, nâng phía ba chùm ngư ban nhàng trâm trời, mình mên tay nè xa rọt ông rạch tế bần tay, thêm tăng mọc bì bật tế đợt tế phong đài. Edgar khai dì, ban bắt đầu cao vì nì cháy, nâng phía ba đào nhìn tăng phía chăm mập bọn bốn rơi môi mà lê. Hai nè chùm ngư bà hai chìa bay mơ nè, ban chìa xa xa bái phía chùm ngư rong rai được bà phụ kề. Cốt có mơ khơi nơi căm ở tây tạ rồi bỏ bụ kề hay quan hệ giấy thả chúng ngư khát cho tẹo tôn tôi nâng căm ở cọ rồi bỏ bụ kề cao bìa tây tạ đồng bếp chìa ba chúng ngư tẹo tôn tôi nâng căm nâng ở tây tạ hoặc là cọ này ạ có sợ là căm nước kề quạp bếp trời bình chốc ạ có sợ là căm đòi ca thuê nơi có sợ là căm chùm nua hai chúng ngư bạch bò nít quạp bếp trời chìa ba đòi ở sọt xòm rùng thân nam đại khai dí trên vị trạm bình chìa ba nước phía tràn chỉ thân nằm rực chờ. Cứu sử tham chỉ bà rộp bò Edgar khai dì mối bán bóng gạt láng nơi Virginia Beach. Rộp bài ca nạ chung ngư tàng lái bàn trời rạ xa tốc nơi khlông cứu sử tham nụ ảnh. Bấm nọ xa rái bì chỉ vật đá chỉ bác chiêng tà ráng nơi đà ra xa. Nơi Dayton, Ohio, mình men rồi hốt đo chăm một bọn phụ môn rồi bộ phạch bây tê đã xâm án chỉ lực động bồn chung bố ca chấp hốt cầm nát đại cát miên lạc nơi khăn ẩm lông ca đăng mùi rực bó Edgar khai dì. Krai bì bà rộp nẹ bán sná xông nơi tờ ràng hò ra xa đo quát máu khai dì bàn rịp rộp đòi hẹt phó bì sập hiệp bắt xa mạc ở đây rực bó quát thà. Ca xâm khán chiên ca chung rối bì ở tập bồn phốp cứ phiệp ổng ác đẹp có xó nâng xe mặt tập hiệp nhìn nhìn đại ca miền trong buồn mà nấu ca bị chết môn nở lớp hốc hành đầy nì. Bần tọc máu, bàm bà tự bạch tam, ca đăng chết đá nực nông nốt khai dị bàn riêng rộp trong nạch cứ đa môi trong nuốn vì ca chấp hốc môn nở lớp hành đầy, đòi xâm răng trong nạch. Chẳng lái cho bà loa, đại miền ở tập bồn bóng phót nực nông bê bạch bọn. Về nụ chỉ rưỡi rưỡi. Quạt bàn đã cho mua khai thang ngay những tiền gần lái bồm tăng cả ta chùm đối nhận lại cả nạ ở miền phần này. Để của xa lập hiệp tuần sau hay nâng xa mặt tập hiệp. Hai bê khá, bà nhà hà phá lời cây nâng chất đại cát lãng chỉ là tập hòl. Quạt bàn phần dấu thè, ca trong chăm ba nôm vô cùng rật, phẹo vén, đò xì chùm rớ mũi bị chết mốt nụ ảnh. Các đăng chết đầy ông bì, Edgar khai dí khôn anh phá tốt, bàn liệt tựa đang thè, quạt bàn buộc chị bọc chật cử nơ. Bất tế Ezip ca bì tràn sát tà vọt gần lòng tới ní, đại ba lòng nạch nấy rồi hát vị chìa đò ốc chà. Bần tay chăn tạc luôn ai nâng ca trây trở áo nâng ca mở cốn, bàn xoay khơi nơi dịch đầy vì nơi ôn rãi được bỏ cọt. Khân ông ca chập chiếc cây mà tiết nơi bất tế bẹc, cọt bàn phơi chì cừu bệt. Nơi bè để cọt miên rụt buộc nâng nông đồng nạp hơi chì ngay tam việc sách tơ tay nâng trời sắp nơi lơ việc sách nụ. Cọt nơi tì nụ mà nè ai nơi kì tất xâm rạp phát hai nâng chùm rốt xã nơi sử dụng bố lai. Cột ban chùm này bê bây thường ngày bê giúp nơi khăn ông ca chư chấp nơi riêng cài bếp ni. Rồi hốt đó cột ban prang prang chìa dìm đó khu bông phố đồng bây ở nhiên, ai vị nhiên được bỏ cột nâng rồi phát bì rụt cài được bỏ cột. Cột ban chốc cháy nơi khăn ông ca chìa dìm nụ. Ní,
គឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឥន្ទ្រីរបស់គាត់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការរំដោះចិត្តរបស់គាត់ចេញពីការកំណត់នៃរាងកាយរបស់គាត់ប្រសិនបើបុគ្គលបានដាំពូជនៃវិជានិងពូជនៃចរណៈគឺការប្រព្រឹត្តល្អផ្នែកសីលធម៌ពូជនោះនឹងក្លាយទៅជារុក្ខជាតិដ៏ធំនៃជាតិក្រោយការនេះទូរលេខម្នាក់ ការនេះទូរលេខក្មេងម្នាក់នៅទីក្រុងញូវយ៉កចង់ដឹងអំពីទូរលេខចម្លែកដែលគេបានសួរនាងនៅឱកាសជាច្រើនដើម្បីឲ្យផ្ញើទៅកាន់វីជីនីយ៉ាប៊ីចនាងបានធ្វើការស៊ើបសួរអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អេដវ៉ាខាយីការចង់ដឹងរបស់នាងក៏បានកើតឡើងមានរឹតតែខ្លាំងឡើងហើយក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យមានការដឹងជាតិ គេបានប្រាប់នាងនៅក្នុងការមើលនោះថានាងកំពុងបានធ្វើឲ្យខ្ជិះខ្ជីពេលវេលាធ្វើជាតេឡេក្រាមអូបេរ៉េទ័រហើយថានាងគួរតែសិក្សាសិល្បៈផ្នែកជំនួញវិញពីព្រោះនាងធ្លាប់ជាអ្នកមានភាពប៉ិនប្រសប់ដ៏មានសមត្ថភាពនៅក្នុងអតីតជាតិជាច្រើនដងហើយអាចធ្វើមនុស្សដូចនេះម្ដងទៀត កំណត់ចូលជាសិល្បៈជំនួញឬប្រភេទនៃជំនួញដតីទៀតមិនដែលធ្លាប់កើតមានដល់ខួរក្បាលរបស់នាងឡើយប៉ុន្តែស្ថិតនៅលើកម្លាំងនៃញាណដ៏ក្លាហានមួយថានាងក៏អាចធ្វើអ្វីមួយផ្សេងបានដែរនាងបានដាក់ចិត្តរៀននៅសាលាសិល្បៈចំពោះការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់នាងនាងបានយកឃើញថានាងមានទេពកោសល្យច្បាស់លាស់ហើយនាងក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកសិល្បៈជំនួញដែលបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយដោយចៃដន្យ បានផ្ទេបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់នាងទៅក្នុងដំណើរការនោះ4ការដឹងអតីតជាតិតាមរយៈអភិញ្ញាវិជាពិសេសដែលបុគ្គលអាចដឹងអតីតជាតិរបស់ខ្លួនបានដោយត្រឡប់ទៅមើលបន្លាយនៃការកើតឡើងនិងការរលត់ទៅវិញនៃខណ្ឌ5នៅក្នុងអតីតជាតិផ្សេងៗឲ្យឈ្មោះថាបុព្វេនិវាសានុស្សតិអភិញ្ញាមានបុគ្គល6យ៉ាងដែលអាចសម្រេចនៅវិជានិបាន បកគោលទាំងនោះគឺ1ពួកឥសី2សវៈធម្មតា3មហាសវៈ4អគ្គសវៈ5ព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិង6ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ1តបោះឬឥសីក្រៅពុទ្ធសាសនាអាចរលឹកឃើញអតីតជាតិរបស់ពួកគេបានចំនួន40កាប់ថយក្រោយព្រោះបញ្ញារបស់ពួកគេនៅខ្សោយដោយសារពួកឥសីទាំងនោះមិនអាចកំណត់ដឹងនៅនាមនិងរូបបាន 2សវៈធម្មតារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចរលឹកដឹងអតីតជាតិនីមួយៗរបស់ខ្លួនបាន1000កាប់រាប់ថយក្រោយព្រោះបញ្ញារបស់លោកអស្ចារ្យ3មហាសវៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចរលឹកដឹងអតីតជាតិនីមួយៗរបស់លោកបាន100000កាប់4អគ្គសវៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចរលឹកអតីតជាតិនីមួយៗរបស់ខ្លួនបាន1អសង្ខៃនិង100000កាប់ 5ព្រះបច្ចេកពុទ្ធអាចរលឹកដឹងអតីតជាតិនីមួយៗរបស់ព្រះអង្គបាន2អសង្ខៃនិង100000កាប់6ព្រះសពញ្ញូពុទ្ធបានអាចរលឹកដឹងជាតិរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយនិងពួកសត្វដទៃមិនមានចំនួនកំណត់នេះពេលបច្ចុប្បន្នជនទាំងឡាយណាដែលចង់ចម្រើនក្នុងអភិញ្ញាដើម្បីរលឹកដឹងនៅឈានសមាបត្តិទាំង8ក្នុងកសិណ្ឌ10ហើយបន្ទាប់មកប្រតិបត្តិតាមរបៀបដ៏4យ៉ាងដោយដែលបង្រៀនដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ការរៀបរាប់អំពីអភិញ្ញានៃការដឹងអតីតជាតិតាមគម្ពីរពុទ្ធសាសនាមានដូចតទៅលោកដាក់ចុះនូវចិត្តរបស់លោកចំណេះវិជានៃការរលឹកដឹងអតីតជាតិលោករលឹកអតីតជាតិច្រើនដងគឺថា1ជាតិ2ជាតិ3ជាតិ10ជាតិ20ជាតិ30ជាតិ100ជាតិ1000ជាតិ10 100000ជាតិចាកាលនោះខ្ញុំមានឈ្មោះដូចនេះមួយ មានពូជដូចនេះមួយមានអាការៈបែបនេះមួយមានអាហារបែបនេះមួយមានសុខទុក្ខជារបស់ខ្លួនបែបនេះមួយអស់អាយុទៅបែបនេះមួយហើយស្លាប់ពីនេះទៅស្លាប់ពីនោះទៅខ្ញុំក៏បានមកកើតនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំបានកើតកន្លែងផ្សេងទៀតកាលនោះខ្ញុំមានឈ្មោះដូចនេះមួយមានពូជដូចនេះមួយមានអាការៈបែបនេះមួយមានអាហារបែបនេះមួយមានសុខទុក្ខជារបស់ខ្លួនបែបនោះមួយ អស់អាយុទៅបែបនេះមួយហើយនឹងស្លាប់ពីទីនេះទៅខ្ញុំបានមកកើតនៅក្នុងទីនេះដូច្នេះលោករលឹកឃើញអតីតជាតិជាច្រើនថាមានលក្ខណៈនិងភិនភាកដូច្នេះឬក៏ដូច្នោះមួយការសម្ដែងបង្ហាញពីអតីតជាតិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
Bần tỏ bì xâm rạch ca trả đăng phliêm, bè xa mạ xâm phốt trông bàn bần lơ vị cha bà gọp đòi bây tệ thả. Tạch thác cốt bàn ân tôl, tờ màu khăn ông vọt tờ xong xa, xoay rốt nơi chiêng tiệt, bần tay rốt mần khởi. Ca ca nôn mọc nơi xịt đầy tục mà đòn hai mà đòn tiệt. Mình yên chiêng tiệt, ấy lấy tạch thác cốt bàn rốt khơi nẹ hơi. Nẹ lên ai co sang tiệt tạch thác cốt bàn tiệt hơi. Bông con tiệt rốt bọt nẹ, trợt bàn bạch bạc ở hơi. Đâm bố tiết rồi bỏ nè, trở bạn bách bạ riêng bài, ở hai, chất rồi bỏ tạ thạc cột lên miền ở vấy tạ tay bàn tiết hời. Tân hà rồi bỏ tạ thạc cột bàn rinh xung ở hời. Chà, dân ai khơi nơi bùm nấu ní, nơi khăn ông thò mọc bọt lệch mở rồi, hà sập bấy đo mở rồi hà sập bồn chà. Khăn ông sẽ kể đây bệnh thiệp ní, tiết xâm đa vô cây nâng chật. Chiêm tiết cư tòa nà hà, bằng con rư tôn tiết bàn đòi kì lê, nâng đồng bộ tiết xâm đai dục ạ vị trìa. Bè xa mà xâm phút trong xâm đai cụ bình trẻ thá, tòa nà hà nì hai đài bật đà lợi miên phốp thơ mây gạt lãng vì chết mùi tới chết mùi. Hai nà bê tòa nà hà trở bàn cầm chặt bằng tàng sông đòi mẹ kinh nhiên tàng bốn, phốp thơ mây nâng lên miên hài đòi hẹt nì hai, xích đầy tục thơ mây gạt lên miên đài. Đói xa sát khá bàn thơ vơ ổng bơ ạ có xo lạc cắm kê bàn cát nâng nâng ở bài dụp hôn buôn bàn tòa bì sạp tử. Sát khá tiết bàn thơ vơ có xo lạc cắm xem xếng bàn tà cát nâng sổ cực tệ phục, nâng phục thơ mây bàn tòa bì sạp tử. Bè xa mà xa mô trông xâm đánh rừng ní dàng chứ bàn loa nâng cầm bì bà sốt chì tràn. Nâng kìa mùi nú bè xa mà xa mô trông. Prom tiang bà xong chì tràn bàn thơ đồng ná bì tì krong sao vật thay tư can tì krong sao kết. Hai bàn xong mùi dục nơi khăn ông bấy, mùi chú mùi anh chân nhẹ. Nơi thay bàn tọp tiết bà bốt nâng phì khổ xong. Tiếng lái bàn nì môn cho tư can tì krong sao kết, đầm bay bận bạc. Nơi trong phía nơi tì krong nú bà xa mà xong bốt trông bàn chùa priêm nhẹ miên trọp thôn mà nhẹ nơi tì krong sao kết. Nơi bê khơi bà xa mà xăm bốt priêm nụ bàn cho tự chật bà ông đòi rị rì, hạ đôi chị bàn chuộc con pro rồi bọc luôn. Đại bắt mộc dù hỏi đòi như vậy, thà, áo con pro ở bộ khăn bàn khơi nhẹ chì dù nà mộc hỏi. Bà xa mà xăm bốt trông bàn bà bà phì khổ xong tầng lái, thà, tục áo priêm nít thơ tam chật rồi bọc gọt cho. Priêm nụ, áo bà xa mà xăm bốt như vậy thà, con pro ở bộ khăn chuộc nhẹ dù hỏi. Dương mạng bạch nia chỉ dù một hơi. Quát bàn à rọt tà nia bà bốt đâm bay áo quát bà kênh chẳng hạn đo bà ống nâng bị khổ xong. Bà xa mà xa mốt trông bàn tà tù nì môn đào nơi xin nghiêm. Priêm nụ bàn dục bạc bà xa mà xa mốt hai nòm phá lời tử. Quát cơ bàn bạp đâm nâng bà bốn quát thà côn rụt bọc nhóm công bông màu. Chô riêp chom à xa nạ đâm bay bà bốt nâng bị khổ xong phong. Bà bốn bàn riêp chom à xa nạ rông chàng bà bốt. Nơi bê khơi bà bốt trông dương mọc bê châm ngái, xích đây xa lãnh được bỏ mặt đai trong bố côn được bỏ quát có cắt lát nước nông chật. Quát có áo chương được bỏ bà xa mà xa mốt hỏi tuyên sau kriêm rộp thà, côn bỏ mặt đai mặt bàn khơi côn mọc chì dù dương nạ mọc hai. Bà xa mà xa mốt trông bàn xâm đai nơi bà sốt đó xong rung muối trong bố priêm bà đây bà bốn nụ. Bộ quát tăng bì bàn xâm rạch nơi sau tạp bàn. Bộ quát bàn xong ai bà bốt anh nhạt, ai bộ quát bà kênh những hàn đo bà ơn nâng bà khổ xong tàng lái, đó rạp nà bà bốt công nực nông tì krong sáng kết. Bà xa mà xa bốt trong bàn bà đề xa chung bố sức đầy xa xong nì, vì bố bà ơn trong ai bà chìa chân tàng lái miên ổ ká, bà kênh chẳng hàn đo bà ơn phong đài. Bọn tay bà ơn trong bàn tà tù dục sức đầy xa xong, rồi bọc priêm nụ, bọn tòa tiết đậm bấy chăn chẳng hàn nơi quát rồi bọc quát bọn tòa bị bận bát. Hãy đồng bây xâm đáy nơi bà sốt chỉ riêng rõ thường ngày. Tăng bị thường ngày nụ mốc nẹ nơi tì krong xa kết hai priêm nụ tha chìa bột tập bạch đà. Hãy phải rời dìa rồi bỏ quát tha chìa bột tập mịt đà. Bà ăn non tê rạ. Đó miền là dụ bán xua bà xa mà xăm bột tha. Hãy đồng bây bàn chìa nẹ krong xa kết hai priêm chìa xa mây phải rời dìa nụ tha được chứ nế. Hãy hẹt ấy bàn chìa priêm chìa bà đầy bà bồn nụ nì dây tha bụ quát chìa bột mịt bột bạch đá hay nâng bột miệng đá được chứ nế. Mà nên là nón, priêm ní nâng phẹt dưới quát chi miệng đá bạch đá rạp bọt tà thà cốt. Ở dạy ca pram rồi chết chóp to khỉa, thlọp chi miệng đá bạch đá, bóng pro sơ đấy rạp bọt tà thà cốt chùm nuôn pram rồi chết. Nâng chi miệng đá bạch đá, bọn pro sơ đấy rạp bọt tà thà cốt chùm nuôn pram rồi chết. Được chứ nế, bè xa mà 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 xa mà
Phật đệ ca thà priem nâng phẹt đi dưới bó quát đi dưới thà bộ kế chỉ miệt đa bày đa bó tật thà cốt đời đây sẽ lãnh đọc bí xe đại bộ quát bàn phơ châm phô tật thà cốt nâng nông ở tây tại chết nụ ảnh nâng phẹt đa priem nâng phẹt đi dưới bó quát mình ở các cổ rộp bó chia châm phô phật bốt nâng phị khổ xong tàng lái giang chất nứt hỏi sẽ đáp nơi thoa tam xóm cua phải chạm thường ngày bộ quạt bàn xâm rạch phó nhiên cùng rực bố thẳng bầy cậu bán khai tới chế bệnh ả rà hòn nơi bê đai bộ quạt slap bệnh xa mà xâm bột trông riêng một cán bị thi bôn sóc rồi bỏ quạt hai xâm đánh thoa mà tê xa đấy bị chờ rìa sốt nơi trong bàn chọc nơi bệnh sốt nốt chôn tàng lái chôm nuôn bệnh bây mơn buôn bó nẹ bàn xâm rạch chia ả rà dạ bộ cồn Phụ tài sắp sát tàng lái, ổn tốt tơ mọc nơi khổ nông phục, rộp mần ốc nông bọt ở xong xa, cứ thà, miên bộ côl nà muối, đai thà mần men chìa bộc mật đai, chì côn bọ, côn xây được bỏ dương chì đòm lời. Phụ tài sắp sát bột trung ban xâm đánh được chân nơi khổ nông, ạ nạ mẹ tắc cà sột. Pram, cả đấng a tây tạ chiết, tam về Vipassana Kamathan. Đói ca sắp mát tiên sắp mát thạ phê vần ní, đậm bố bộ cô trời chùm rãn xa mà thị chật đại riêng riêng cả lẽ chất chị đám hết nơi dịch đầy tục tàng buông đại cắt lãng nông chật nơi phê chất bò được sọt việp sai nơi bình lưu phlư nâng chủ triệp đại bằng co lạc nạng nghi sử dụng đò dô ký đậm bây chạc lưu thực nông cai nâng chật đậm bây cầm nọt đăng nâng niêm nâng rút đại bằng cát ban chì cai nâng chật nụ vì chí ai cầm nọt đăng nơi rụp thiết đôi chìa bắt thị thiết, áp bào thiết, đề cho thiết, vì dô thiết nâng niếm đôi chỉ chất chất sắc, áo chmô tha niêm rút, bạc vị chê tự nhiên. Nơi phê ban xâm rạch nhiên, ní dô kỳ đăng nâng với đài miên bất nực nông bộ cốl, thà con tay chỉ khán pram bằng cát lạc đài niêm nâng rút, đài cát lạc hai rồi lật tư vinh dàng rõ hát chia bần tọp, hai mần miên phiếp tiếng tuột, đài ách hai ban thà, khluôn bộ cốl, anh, chỉ việc ạch tạ rửa thầm mạnh. Đối chứ này, lúc ai cầm chặt bóng nơi xa ca dạy tật thể bản cứ ca dồn khởi khó tha ca chỉ được bọc luôn. Bọn tọa mọc tiết lô cầm nọt đăng nơi hạt đại cát láng nơi niêm nâng rụp. Lô cầm nọt đăng đòi nhiên tốt nơi hạt tạng bốn cứ cám chất ụt tộ nâng ở hà đà chỉ hạt nôm ai cát nơi rụp. Lô co cầm nọt đăng nơi phò tập bẹp rồi viên xa lai gia tình nạ. Tại tôn tôi nâng ai gia tình nạ bằng mối kháng kháy, hai nôm áo ấy cắt láng nơi vị thay được bỏ chất nâng chết tự sực. Bọn tôi mọc tiết hết nâng phó nơi bạc địch chạy xa mục bát, trời bàn cầm nọt đăng nâng tiếng tốt đồng bơi chùm ra nơi vị trị cả trá. Tại tôn tôi nâng ở Tây Tạ, bạch bọn nâng ở nà cốt đôi chia thà. Ta ở thăm anh nơi khăn nông ở Tây Tạ rứ. Ở thăm anh nơi khăn nông ở Tây Tạ chiều với. Ban ca chia với ta ở thăm anh chia với nơi không ở Tây Tạng ta ở thăm anh nâng ban ca chia với tiết nơi không bê là nà cốt mọc bì phục ở với một căn phục ní ta phục ở với nâng ca miễn bản tòa bì bà chụp bà phục ní tiết nhiên cầm nọt đăng nơi bà cháy này niêm nâng rụp nơi bè dù ký ban cầm nọt đăng nơi bà cháy này niêm nâng rụp đòi mà sổ bài đài chóp tẹo tốn đòi hẹt bà chụp bắn nơi bà đạch chạy xâm mục bát hai ban cầm chặt bong nơi phép sắp chụp bờ ẩm long cao chẳng bấy tiếng ở Tây Tạ ẩn à cốt hai nâng bạch bòn trở ban dột đăng đòi lộp sọp bê này mô rả nạ hai nâng bạch đệ sân thị lạc nạ ní cứ chia sắp hiếp bò rửa sốt này chất đòi cầm chặt bong nơi dịch đầy song xài đôi chứ nế đòi ca cầm nọt đăng nơi xa mạ thạ phê vần nế đòi bây chùm ra nơi xa mạ thị nâng chất vị sốt thị hai bản tọa mau chấm rán nơi bị pa sơn áp hiền vân nhía đầm bay cầm nọt đăng nơi tầm nhẹ tầm nồng hai bạch chay nơi bạch đệ chợ sầm mũ bát bậc cô ai sáng kết mơ giang chấp bát nơi tây tại chiết hai nơi nà cô tại chiết được bọc luôn đòi nhiên toàn nè khla ai chợ chết định đào thá tá dương ai sáng kết mơ là nà cô tại chiết đai bản tọa mặc đỏ đôi mực đích men hai nãy vị chia sẻ tên lái ban cầm ban sắc xa ca vị vọt này phục hành đây nâng than bạch chắn ai tu tia giang chấp bát nơi khai ngày nâng bê về lía này chăn kia hai nâng ca thuở áo ngọt ngật phản đầy. Đôi khi nhìn đá đôi ca có lệch mơ tầm nhẹ tầm nông hai bạch cháy này niêm nâng rốt xa cho xa lắng bộ cô là ai sẵn kết khơi nơi ở tay tạ chiết prom tên hà nà cô tạ chiết phong đài. Chất bò đi xót đai miên xa mạ thị
đại ban áp rộm đòi bà bây ách mơ khơi nơi ở tây tạ hay nâng ảnh ạc cột. Miên mật chạm mật đô lưu sở má thệ chú mô mật chạm mật đô lưu bột sát sát ổn trả chết bây phá áo nơi mì dân má đại chia gần lại dô kì tăng lái mọc bì bà tê chế tràn. Công phong chùm ràn sở má thạ phê vần nia nâng vi bà sản á phê vần nia ảnh ảnh lãng tự tam bà bà đề kà. Dô kì chế tràn ác chẳng kết khơi ở tây tạ chết hay nâng ảnh ạc cột chết bọc luôn đòi bình chất nơi khăn ông ca thơ ở chạy chạy bác nơi tầm nhạc tầm nông hay bà cháy nơi bà địch chạy xong mũ bát đã chỉ sốt. Đó xong khăn bình dối bì vọt xong xa rồi bọt sắp sát tầng ốc bà cọp đòi hẹp hòl.